phong trào kế hoạch nhỏ. Lịch sử ra đời. Năm 1958, theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và thành phố Hải Phòng, đã tập hợp các bạn thiếu nhi cùng tham gia làm kế hoạch nhỏ lấy tiền góp chung, xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên Tiền Phong đặt tại Hải Phòng. Ngày 2 tháng 12 năm 1958, Bác Tôn Đức Thắng đã viết thư hoan nghênh sáng kiến và cho phép mở rộng phong trào. Mục đích phong trào: giáo dục các em tinh thần tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường, biết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Theo lời Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Hình thức thực hiện: thiếu nhi chăn nuôi, sản xuất tiết kiệm, thu nhập phế liệu, giấy các loại, tăng gia trồng cây, nuôi gia cầm. Kết quả phong trào trong thời kỳ kháng chiến: ra đời đoàn tàu lửa mang tên đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, xây dựng tượng đài và khu di tích Kim Đồng, xây dựng khách sạn Khăn Quàng Đỏ, xây dựng tượng đài nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động đội như mua trống, cờ, khăn quàng đỏ, vân vân. Hoạt động của phong trào hiện tại: đội viên nhi đồng quyên góp giấy vụn, phế liệu, vỏ chai nhựa, nuôi heo đất, trồng rau, nuôi gia súc, làm những sản phẩm thủ công, sử dụng nguồn thu, xây dựng thực hiện các công trình măng non, trao tặng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,